Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Cuối cùng thì trong Luân Hồi Điện nó cũng đã ra sự kiện biến hóa thần thông rồi anh em ơi. Nếu như anh em nào mà tích lũy được khoảng 14k cái phù thiên diễn thì bây giờ đang cười rất to rồi. Còn nếu như mà tích lũy ít hơn thì đang cười hơi bé bé. Nhưng mà không sao. Nếu như đã tích lũy lâu giống như mình rồi, đấy, nhịn nhiều quá coi chừng là bị sỏi thận. Thế cho nên là ngày hôm nay mình sẽ đi xả hết cái vé thần thông nhá. Mặc dù mình mới chỉ có 8k vé mà thôi anh em ạ. Rất là tiếc bởi vì 14k thì chúng ta mới được cái gói thần thông vàng, thần thông cam tùy chọn cơ. Nhưng mà thôi không sao, 9k vé này thì mình cũng phải xả thôi. Ai xảy ơi, xem ra được những cái gì nhá. Tôi không được cái gì. Phản nữa đây. Úi già, thú linh thể này. Có thêm cái thú linh thể anh em ơi. Úi giời. Ôi giời, đe dọa. Có cái diệt tâm ma chủng nào không? Ui giời ơi, giải thi pháp đâu? Thực hồn chú đâu? Ôi ôi, vãi thế nhở? Kim kê để minh mới đau. Rồi luôn, 17 lần nữa. 7 lần nữa, cái này chắc chắn là thần thông ngộ đạo. Thần thông ngộ đạo này cái gì đây? Giải thi pháp, thực hồn chú. Chiu, trời ạ, cái gì đấy? Cú thế nhở? Ôi, lại nào. Tiếp tục. Ôi, đen thế nhở? Ra phải làm một cái gì đấy để cho thuật toán nó thay đổi đi. Đang đen thành đỏ, đang đỏ thành đen. Ơ chết nhầm. Bắt đầu nào. Đấy. Hiện tại là trong cái phần nguyên thể phân thân của mình. Hiện tại trong phần phân thân của mình thì có 3 cái. Thì mình cứ lấy cái nào mà lực chiến thấp nhất ra để mình làm cái auto anh em nhá. Bởi vì là mình sẽ cài đặt auto là cứ lực chiến mà trang bị nó tăng lên hoặc là né hoặc choáng thì mình sẽ múc. Đấy, thì tất nhiên là nếu như mà có cái trang bị liên kích bạo kích mà lực chiến nó tăng lên thì mình cũng sẽ dừng lại để chuyển sang cái môn phái liên kích bạo kích của mình cho nó ngon lành nào. Sắp lên hai ức rồi anh em ơi. Tiếp tục là auto nha. Ok, còn bây giờ thì nào. Lại quay trở lại với cả thần thông nào. Không biết lần này nó có hên hơn hay không đây anh em ơi. Đấy, một cái tím này. Lại kim kia đề minh. Bịp thích à. Rồi luôn, sinh linh đồng thể này. Ái chà. Tiếp tục đi. Ôi dồi ôi, 110 lần nữa, 97 lần nữa. Ô hay. Ơ kìa, tím đi, ít nhất phải tím chứ. Rồi luôn, ngũ sắc thần quang. Hay chưa. Ô gá. Ô, phần tâm hỏa. Ôi dồi ôi, cái gì thế này. Đèn thế nhỉ. Ôi, hỏa nhãn kim tinh. Sau khi bản thân né, tăng 20% xác suất bạo kích. Hôm trước thì mình cũng thật sự là mình chia sẻ với anh em là có một cái thần thông này nó cũng rất là ok trong một phần né. Thế nhưng mà sau khi mà suy đi tính lại á, thì cái này nó cũng chưa được ngon lắm anh em ạ. Đấy, nói chung là né thì vẫn cứ phải là liên quan đến phòng thủ nó hợp lý hơn. Cứ hồi máu thì nó sẽ ok la nhất. Đấy, hoặc là hồi sinh, giảm kẻ địch, không hồi được yêu khí. Thế là ngon lành nhất anh em ạ. Rồi, ôi, thêm một cái cam này nhưng mà là phục ảnh. Lại sinh linh đồng thể. Ôi, thực hồn chú, một cái rồi. Tuyệt cả là vời anh em ơi. Ôi trời ơi, ngon lành này. Ơ, giật cá mình. Tiếp tục, hàn tức à, nhiều hàn tức ấy. Phát nữa. Úi chà. Giải thi pháp của mình đâu. Ui, hết rồi á. Vai nổi thế nhở. Ô liên kích này đấy, anh em thấy chưa. Giờ mình lại chuyển sang một vài liên kích. Xác nhận luôn. Chọn cái trang bị này ấy, yêu lực tăng lên luôn. Thế là lên 2 ức. Anh em thấy chưa, hơi bị ngon luôn. Tiếp tục ấn những cái môn phái của mình mà lực chiến thấp hơn để có thể là auto trang bị nha. 60, 100, 200, 300, 400, 400 tiếp. Lại liên kích. Vãi thật, mình chơi chủ yếu né choáng thì auto ra lên kích, bạo kích nhiều vãi luôn. Có tội là món trang bị đấy nó lại thấp hơn trang bị cũ của mình. Thế nên là mình sẽ phải tách thôi. Rồi, tiếp tục nào. Đồ giám thần thông xem nào. Kích hoạt ngay. Kích hoạt phát nữa ngay. Giờ phải ra thêm được một cái thực hồn chú nữa thì nó mới ngon cơ anh em ạ. Nào. Ôi dồi. Ôi, vãi. Chấn tâm chú, tụ hình tán khí, hai cái thần thông ngộ đạo liền luôn. Ảo nhỉ.
mà chưa đến đâu nhá, chưa đến cái mốc thôi. Ôi được cái chứ. Wow. Rồi. Rồi. 10 lần. Này nuôi hồn rút tủy. Lần này đi. À, thiếu à? Vãi. Bực thế nhở, còn đúng ít nữa thôi. Thì nó lại thiếu. Gói này, miễn phí. Đạt mốc của mình phải tận 600 lần thì mới được nữa cơ. Trời ơi đất ơi. Cú thế nhở. Có lẽ nào lại nạp. Thôi không được. Từ từ bình tĩnh. Sau 6 ngày nữa cơ mà. Cố gắng tích lũy đi. Không thể nào mà vì một chút thế mà mình đã lại nạp được. Nạp đầu này. Ê cái gì đấy. Bạo kích à. Đấy anh em thấy không. Liên kích bạo kích ra tùm lum tề loe luôn này. Lên luôn. Âm thần. Cố lên. Hai môn phái né trắng của mình cùng lên hai ức nữa là tuyệt vời trong ngày hôm nay nhá. Tiên duyên này. Né này. Trời ơi, đáng định vào tiên duyên tí. Ôi, mất thời gian thế nhỉ. Nhưng mà không sao, chỉ có như vậy thì chúng ta mới có thể là build được 3 môn phái cùng lúc và lực chiến nó lên đều được anh em ạ. Tách luôn này, vận may trong ngày hôm nay. Có tích lũy lại thì nó chưa mọi ít cao hơn nữa nha. Tầm bảo bí cảnh, đúng rồi. Xem hôm nay là như thế nào đây. Nhiệm vụ bí cảnh, ui nhiều thế. 7 nhiệm vụ luôn. Tầm bảo X10 nha. À nhưng mà mỗi lần chỉ được dùng một củ cà rốt mà thôi. Vèo. Ok. Cuối cùng thì cũng đã vào được cái ô đấy rồi. One hit one kill. One shot one kill. Sát sạt. Vãi. Có nhờ. Lên được tầng 10 không phải đơn giản đâu anh em nhá. Trời ơi. Giờ mua cái gì đây. Phù thiên diễn, đúng rồi, bây giờ phải mua phù thiên diễn. Mỗi tội là mua hơi khó đấy. 150 phù thiên diễn. Hình như là đủ để X10 ra một cái thần thông ngộ đạo rồi anh em ạ. Đúng rồi. Cố lên anh em ơi. Thực hồn chú hoặc là giải thi pháp đi. Trời ơi, chán thế nhở. Phải như hạch vậy anh em ạ. Rồi, cái này liên quan đến môn phái phản công. Nếu phản công được thì mới ngon. Còn không phản công được thì chỉ có mày hẹo. Thú linh thể à? Cũng được. Sinh linh đồng thể. Đấy, cái này nó lại liên quan đến phản công anh em ạ. Bực thế nhỉ. Chán chưa. Rồi, nâng cấp mấy cái này lên nha. Để có thể là đột phá được mấy cái duyên phận. Đồ giám đây anh em. Lên luôn. Wow. Nâng cấp được nhiều đấy. Mình mặc dù là chưa tích lũy được khoảng 14k cho chắc cốp ăn. Nhưng mà bởi vì là nhịn lâu quá nó sẽ bị thọt anh em ạ. Bị thọt cái thần thông này là một trong những cái mà cực kỳ quan trọng. Thọt cái thần thông này là ôi dồi ôi luôn. Đi chiến đấu thần thông là một trong những cái mà mình thấy quan trọng bậc nhất luôn đấy. Phục ảnh này. Phục ảnh như này. Nó lại liên quan đến liên kích cơ. Tiếp tục. Đây rồi. Hàn tức cũng ngon. Kim kê đề minh này. Hàn tức đây. Lên luôn. Bậc 3 ngay. Dẫm đạp. Nói chung mấy thần thông lam lấy các thứ này thì nó hơi cùi vì chỉ gắn được một cái ấn ký. Tất nhiên là nếu như đi đánh boss á, thì có một số những cái thần thông lam này chúng ta vẫn xài được bình thường nhé. Do là những cái ấn ký khi mà sử dụng đi đánh dị thú xâm lược nó không quá quan trọng anh em ạ. Ok. À đúng rồi, tí nữa mình sẽ cho anh em xem là trong bản dị thú xâm lược đi đánh boss ấy. Mình cũng đứng top 2 server rồi nha, mặc dù là lực chiến các thứ của mình thì cũng không phải nằm trong top 10. À nằm trong top 10 thôi. Nhưng mà riêng cái khoản đi đánh là boss mình top 2. Sau khi phóng đạo pháp, sát thương tăng 20% và có 50% xác suất làm choáng địch này. Cái này được này. Quên. Đây này, thực hồn chú này anh em. Mỗi lần tấn công trừ của địch 800 yêu khí. Mỗi tội phải lên bậc 2 để mình gắn thêm hai cái ân ký này thì ngon. Chứ còn bây giờ mà bỏ đi thọt ngay cái điểm lực chiến như là cái thuộc tính kia. Cay thế nhở. Rồi thần nguyên phản chiến ở cái này, phản chấn ở cái này lạ nhở. Lại khi phản công à. Hôm nay ra toàn thần thông liên quan đến phản công thôi anh em ạ. Không thể tin được. À đây này, cái chói thần này cũng khá là cần khi mà chúng ta đi đánh boss này anh em này. Mỗi lần tấn công trộm của mục tiêu 3,1% công này anh em này. Hợp lý luôn á. Ok. Rồi, lên luôn. Wow, nhiều chưa?
Nâng cấp xong một mớ này là cũng tăng được khá khá để mình chiến này anh em ạ. Lên 2 ức luôn này anh em này. Wow, ác liệt luôn. Lên. Ôi, vừa khít luôn anh em ạ. Lên 17 luôn. Tiếp tục nuôi hồn rút tủy này anh em này. Tiếc thế. Phản quang tấn công một lần này. Dưới 20%. Wow, sát thương tăng lên 600% công. Kinh nhở. Này được cái chứ. Nhưng mà nếu như mà đeo thêm cái gọi là phù tang ấy, hoặc là có giải thi pháp thì cái đấy thành phế vật. Đánh xong công to cỡ nào thì nó cũng hồi sinh thôi, hoặc là vào kim cang bất hoại gì thì nó lại bị khắc chế. Thế mới đau. Nhưng nhìn chung là nó cũng không ăn thua cho lắm, bởi vì anh em giờ chơi kim cang nhiều mà. Tiếp tục. Úi dạ. Rồi. Lên. Đấy. Cái này nâng cấp thêm một lần nữa. Phần tâm hỏa này. Đồ giám thần thông này. Tụ hình tán khí. Cái gì đấy? Tấn công một lần giảm 20% sát thương cuối của đối thủ, duy trì trong mỗi 2 hiệp thôi à? Kích hoạt luôn. Tăng cấp luôn. Tăng cấp luôn. Ai à. Tăng cấp luôn. Ui à. Ui. Chưa lên được 2 ức anh em ạ. Hơi lạc quan quá rồi. Rồi. Tự động xem nào. Ô, vé khiêu chiến đẩy à? Thế lại phải đi khiêu chiến rồi. Khiêu chiến thì mình có thể dùng choáng hoặc là né. Hiện tại là mình đang để choáng nên mình đi PK thử xem là như thế nào nha. Cái chỉ số choáng của mình đâu ta? Choáng của mình là 277% rồi đấy. Được phết đấy, không đùa đâu. Chiến đấu. Sói xám này. À chết rồi, quên mất không xem bạn này chơi cái gì. Trên né thì ối rồi, biết ngay mà, mặc dù đeo kháng né nhưng mà nếu như chỉ số né cao thì vẫn cứ là ngon nha. Wow. Ai à, vẫn né được mới đau chứ. Thốn thế. Thôi rồi Lượm ơi, rồi. Rồi luôn. À có đóng băng. Hay quá. Ôi dồi mày thế nhở. Có quả đóng băng không thì chết. Sói ca này. Đấy anh em thấy choáng đánh sướng không. Chiêu 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 luôn. Chiêu tới chiêu luôn anh em ạ. Ui à. Ui à. Mày đóng băng là đi ngay. Ôi, tiếp tục hành bạn sói ca thôi. Cứ hiện ra thì mình phải đánh thôi. Ok. Ok. Rồi. Rồi luôn. Easy á. Ngon. Trời, phát đóng băng cuối chí mạng nha. Sói xám. Ui, sói xám đánh hơi hên xui nha. Cay ra nào, đánh thử bạn cay ra. 1,93 ức choáng đánh với bạn cay này xem nào. Bạn cay này thì build cái gì nhỉ? Quên mất không xem cho bạn ấy build cái gì. Ôi. Ứng long của mình đánh không thấm luôn ạ. Chắc là có suy yếu linh thú nhiều lắm đấy. Ui à. À bạn này chơi liên kích bạo kích thì sao ấy. Nếu như chơi thần thông đấy thì chỉ có chơi liên kích bạo kích thì nó mới hợp lý thôi. Pháp thiên tự địa đấy. Rồi. Múc. Ai à. Ai à, có đóng băng. Hắn tức đây anh em ạ. Cú chưa? Cú chưa? À, lại nữa. Rồi luôn. May quá anh em ạ. Tí nữa thì đi. Nhiều đóng băng quá. Gần gần hẹo anh em ơi. Đây. À, chính ta muốn phải choáng đi PK cũng được. Phết anh em ơi. Không đến nỗi nào nha. Úi dạ. Lại đóng băng. Rồi luôn. Không phải. Không thể tin được. Quả ứng long của bạn đấy tỷ lệ có 20% mà nó cũng đánh nhỉ. Kinh nhè, thế mà nó cũng được đánh đấy. Đánh được phát là cũng ối dồi ôi phết đấy anh em ạ. Ok la nhá. Lại build né à. Ui. Đấy, nếu như mà không có suy yếu linh thú, cái ứng long của mình cạp cũng ra gì đấy chứ. Mỗi tội là các bạn kia có suy yếu linh thú làm ứng long của mình phế vật vãi trưởng luôn. Khiếp, hồi nhiều máu thế. Ôi mày thế. Cạp phát đấy lại có hạn tức anh em ơi. Luzi Như Lai. Đánh bạn Như Lai. Như Lai thần trưởng. Anh em nhìn thấy cái đống lửa ở đây không? Đấy là cái phần tâm hỏa đấy. Skill, à thần thông phần tâm hỏa của mình là có cái tỷ lệ là thiếu đốt. Đúng không nhỉ? Phải phần tâm hỏa không nhỉ? Ra mình check lại xem nào. Hình như là đúng vậy. Đâu ta? Thần thông phần tâm hỏa đây này. Đây này, có xác suất thiếu đốt mục tiêu này anh em này. Đúng 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 đúng.
hợp lý. Thôi tiếp tục là auto thôi, để xem được những trang bị gì. Nhưng mà chắc là với 1.000 đào này thì mình lên được 2 ức thôi anh em ạ. Thì đấy là ngày thứ bao nhiêu của mình ta? Ngày thứ 36 rồi anh em ơi. Thì anh em ngày thứ 36 đạt đến thành tựu như thế nào rồi? Nhớ để lại comment ở bên dưới cho mình biết với nhá. Và anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.